Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 10 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Hôm nay mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, toàn thể người dân Việt Nam thành kính tri ân công lao của những vị vua đã có công dựng nước. Hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn nhằm giải quyết thách thức giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Việt Nam nằm trong 9 quốc gia tiêm vaccine COVID-19 cao nhất trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày toàn thể người dân Việt Nam thành kính tri ân công lao của những vị vua đã có công dựng nước. Tri ân vua Hùng, thờ cúng tổ tiên là một phong tục lâu đời của người Việt, mang đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sáng sớm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 để tri ân công đức các vua Hùng đã có công dựng nước tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng. Cùng dự có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng bào ở nhiều tỉnh thành về dự lễ hội vua Đền Hùng. Sau 2 năm phải giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm nay được tổ chức trang nghiêm và trọng thể. Đông đảo đồng bào ở mọi miền Tổ quốc cũng đã về tham dự lễ Giỗ Tổ năm nay tại trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lớn nhất và lâu đời nhất trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Trong truyền thuyết của người Việt Nam, vua Hùng là vị tổ đã có công dựng nên quốc gia Văn Lang, nhà nước đầu tiên của Việt Nam và cũng là nguồn gốc tổ tiên, con rồng, cháu tiên của dân tộc Việt Nam. Những người có dòng máu Lạc Hồng cùng sinh ra từ một bọc trăm trứng, nặng tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Đây cũng là một trong những biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khẳng định dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là một. Thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính dâng hương lên anh linh các vị vua Hùng, tưởng nhớ và tri ân công đức các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước trong suốt mấy nghìn năm. Năm nay cũng vừa tròn 10 năm, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương, tối qua tại Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Linh Thiêng Cội Nguồn, Đất Tổ Hùng Vương. Chương trình có sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ với những tiết mục đặc sắc, ca ngợi công lao của những vị vua đã có công dựng nước. Đồng thời ca ngợi tinh thần đoàn kết, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đặc biệt chương trình biểu diễn múa hát những câu ca xoan cổ của các phường xoan gốc, các câu lạc bộ hát xoan đã cho người nghe hiểu thêm về một di sản trong kho tàng văn hóa nhân loại. Ngay sau chương trình nghệ thuật là màn trình diễn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút. Do cách trở về mặt địa lý nên người dân ở nhiều vùng miền trên cả nước không thể về đền thờ vua Hùng ở Phú Thọ. Tuy nhiên bà con cũng đã tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng nhớ vua Hùng. Tại Hà Tĩnh, từ sáng sớm hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về khu di tích lịch sử Đại Hùng và đền thờ Thủy Tổ Kinh Dương Vương cùng các vị vua Hùng để tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm nay được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức với quy mô cấp tỉnh nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và thể hiện lòng tôn kính đối với bậc tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, buổi lễ diễn ra trang trọng với nghi thức dâng hương tưởng niệm, lễ tế cổ truyền của Việt Nam. Sau nghi thức khai lễ, các đoàn đại biểu trên toàn tỉnh Khánh Hòa đã dâng hương tưởng nhớ công ơn các vua Hùng. Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ đã thể hiện tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc của những người con trên vùng đất Khánh Hòa, là dịp để tưởng nhớ và biết ơn công đức của 18 vị vua Hùng. Đối với bà con Khmer tại đồng bằng sông Cửu Long cũng dành những tình cảm đặc biệt để tri ân và tưởng nhớ công lao của các vị vua Hùng. Đó là truyền thống tốt đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ngay từ sáng sớm,
gia đình này đã tất bật chuẩn bị lễ vật để dâng cúng các vị vua Hùng. Mỗi người một công việc khác nhau, những món ăn được chế biến từ nguyên liệu có sẵn trong vườn nhà. Đơn giản nhưng tươm tất và chứa đựng tình cảm trân quý mà mọi người dành cho quốc tổ. Lễ vật cúng vua Hùng không cần phải cầu kỳ đâu. Những loại này do chúng tôi tự trồng và chăm sóc nhiều tháng mới có được. Tôi nghĩ rằng các vị vua Hùng sẽ cảm nhận được tấm lòng thành của chúng tôi. Tấm lòng dành cho quốc tổ không thể đong đếm. Có lẽ cũng vì vậy mà dù có đi ngược về xuôi, hãy cứ đến mùng 10 tháng 3, gia đình này lại tề tụ đông đủ. Năm qua dịch bệnh phức tạp, cuộc sống bà con dân tộc khó khăn lắm. Tôi mong sao các vị vua Hùng phù hộ cho mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, kinh tế phát triển và đất nước an vui. Năm nay, Dỗ Tổ Hùng Vương gần dịp Tết cổ truyền cho Tây Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer. Chính vì vậy, không khí cũng nô nức và rộn ràng hơn. Không có điều kiện về với đất tổ, bà con đến viếng đền thờ vua Hùng ở thành phố Cần Thơ với tất cả tấm lòng tri ân. Đối với đồng bào dân tộc Khmer cũng như là trong cái cấu kết cộng đồng dân tộc ở tại đồng bằng sông Cửu Long, do vậy thì thiết nghĩ là cái sinh hoạt tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa trong cái hoạt động tôn giáo cũng là một để nhằm thể hiện tinh thần hòa hợp đoàn kết giữa các dân tộc. Giản dị nhưng chân thành. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bà con Khmer trên vùng đất Nam Bộ vẫn luôn dành tình cảm thiêng liêng cho các vị vua Hùng, những người đã có công dựng nước. Bởi dù là dân tộc nào cũng đều có chung một dòng máu Lạc Hồng. Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Ước tính dân số toàn cầu sẽ đạt gần 9 tỷ người vào năm 2030, trong đó có 3 tỷ người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu mới. Việc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong tương lai đã tạo áp lực chưa từng có lên tài nguyên thiên nhiên. Xu thế chung hiện nay là hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn nhằm giải quyết thách thức giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Nhiều năm qua, khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 5 km, đã tạo ra sự khác biệt của một khu công nghiệp sinh thái. Thực hiện mô hình quản trị tài nguyên bền vững, qua đó khai thác và sử dụng tài nguyên vệ tinh và tài nguyên trực tiếp tham gia sản xuất một cách hiệu quả. Hiện nay thì chúng tôi xây dựng được 3 cái mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp Nam Cầu Kiền là mô hình tuần hoàn ngành thép này, ngành nhựa và ngành công nghiệp phụ trợ điện điện tử. Tới đây thì chúng tôi đang xây dựng tiếp cái mô hình kinh tế tuần hoàn của cái hệ điện mặt trời. Cái hệ sinh thái tuần hoàn này nó sẽ làm tăng cái giá trị khai thác cho khu công nghiệp. Thay vì phát triển kinh tế một cách tuyến tính, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên, nhiều đơn vị doanh nghiệp bắt đầu quan tâm và có xu hướng chuyển dịch sang hệ sinh thái tuần hoàn, tức là ưu tiên bảo trì, sửa chữa, tái sử dụng, tái sản xuất, tân trang và tái chế lâu dài. Viện Sức khỏe và Môi trường vì Cộng đồng vừa qua đã phối hợp với công ty cổ phần Sinex, chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học, khu công nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, từ lý thuyết tới thực tiễn phát triển tại Việt Nam, làm tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của mô hình này. Phải có một cái cơ chế khuyến khích như thế nào, làm sao mà để gom được các cái doanh nghiệp mà có thể là đầu cuối nó nối với nhau, để nó tạo ra một cái chuỗi tuần hoàn. Hành lang pháp lý cần phải có các công cụ chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp thì mới đầu tư, mới làm kinh tế tuần hoàn được. Xác định ra, đưa ra được những cái tiêu chí để cho doanh nghiệp thu hút đầu tư vào đấy làm kinh tế tuần hoàn, trước mắt đạt được cái lợi ích của họ đã, họ được ưu đãi và họ đủ tiềm lực, từ đấy thì nó mới tạo ra cái hiệu quả bền vững về sau. Từ mô hình điểm này, hoàn toàn có thể đề xuất bộ tiêu chí kinh tế tuần hoàn để áp dụng rộng rãi trên cả nước, góp phần phục vụ chương trình chiến lược chung vì mục tiêu quốc gia bền vững. Tại Quảng Ninh, trong thời gian qua, các cửa khẩu lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái đã nhiều lần phải tạm dừng thông quan. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như là các biện pháp phòng chống dịch của Việt Nam và Trung Quốc khác nhau. Lần tạm dừng gần đây nhất là từ cuối tháng 2 đến nay. Nhằm thúc đẩy việc sớm thông quan trở lại, duy trì ổn định việc xuất nhập khẩu hàng hóa, tỉnh Quảng Ninh đang tăng cường phòng chống dịch, xây dựng vùng xanh an toàn, khép kín tại các cửa khẩu. Địa điểm xét nghiệm COVID-19 được đặt ngay tại cổng vào của lối mở km số 3 và số 4, Hải Yên và trạm barrier trước lối vào cửa khẩu Bắc Luân 2. Tất cả các xe ra vào đây đều phải phun khử khuẩn toàn bộ và cả buồng lái. Tất cả các lái xe tỉnh ngoài vào trong đây đều phải xét nghiệm PCR. Nhân lực thuộc các đơn vị khối cửa khẩu được bố trí làm việc liên tục trong các cửa khẩu
lối mở theo chu kỳ khép kín, không tiếp xúc với người ngoài, riêng công nhân bốc xếp, nhân viên của các công ty kinh doanh kho bãi, đại lý hải quan, lái xe trung chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, lối mở, luân phiên làm việc trong vùng xanh 15 ngày một đợt. Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát lưu động khi phát hiện những người hoạt động trong vực cửa khẩu không chấp hành các quy định về phòng chống dịch trong vực khẩu. Chúng tôi sẽ đề ra và tham mưu các biện pháp xử lý bằng nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như nếu như đối với doanh nghiệp hoạt động trong vực cửa khẩu, nếu như không chấp hành cái quy định về phòng chống dịch thì chúng tôi đề nghị các cơ quan cung ứng dịch vụ ngừng cung cấp dịch vụ. Thành phố Móng Cái đã chỉ đạo các lực lượng và doanh nghiệp rà soát, bổ sung về các điều kiện ăn ở, đảm bảo tách biệt từng khu, trước mắt đáp ứng cho khoảng trên 1.300 công nhân, lái xe, nhân viên của đại lý hải quan. Thì riêng cái lái xe trung chuyển thì đã ăn ở một cái khu cách ly riêng. Thế còn cái đường của lái xe đường dài thì có cái khu vực ngăn cách riêng. Tức là không có cái bộ phận nào coi như liên quan đến cái bộ phận nào ở trong cái vùng xanh cả. Thành phố vẫn tiếp tục duy trì cái cơ chế thông tin trao đổi về hoạt động thương mại, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa và tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 giữa thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng Trung Quốc. Đến thời điểm này, tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn còn tồn gần 1.000 xe hàng hóa. Do đó, việc đảm bảo vùng xanh an toàn sẽ giúp giảm thiệt hại cho doanh nghiệp, duy trì hoạt động xuất nhập khẩu bền vững. Trong phần tiếp theo của bản tin, trẻ em từ 5 đến 12 tuổi sau khi tiêm vaccine sẽ được cấp hộ chiếu vaccine phòng COVID-19. Hấp dẫn giải đua xe mô tô địa hình 2022 diễn ra tại xã Chiêng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Việt Nam là một trong 9 quốc gia có số liều tiêm vaccine phòng COVID-19 cao nhất thế giới. Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với 63 tỉnh, thành phố. Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu thần tốc hơn nữa việc tiêm vaccine mũi 3 và dứt khoát phải hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trong tháng 4, đẩy nhanh tốc độ cung ứng nhập khẩu vaccine và phấn đấu hoàn thành việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 để chuẩn bị năm học mới an toàn, hiệu quả. Thủ tướng giao Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu tiêm mũi 4 cho các đối tượng cần phải quản lý rủi ro. Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng đã giao nhiệm vụ rất cụ thể cho các bộ ngành có liên quan với quyết tâm chống dịch hiệu quả, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi sau khi tiêm vaccine sẽ được cấp hộ chiếu vaccine phòng COVID-19, thông tin từ Bộ Y tế. Dự kiến trẻ ở lứa tuổi này sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngay trong tháng 4. Các cơ sở tiêm chủng nhập liệu và thực hiện ký số, đồng thời cập nhật mã định danh để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hộ chiếu vaccine được cung cấp thông qua ứng dụng số sức khỏe điện tử, ứng dụng PC COVID. Bộ Y tế cũng đề nghị y tế cơ sở phối hợp với công an để xác minh thông tin tiêm vaccine. Khi có sai sót, cần hướng dẫn người dân phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng ở địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Sau gần 2 năm bị ảnh hưởng do dịch bệnh, ngành du lịch đang đón lượng lớn khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay. Sau đây là thông tin tích cực từ ngành du lịch Hải Phòng và một số tỉnh miền Trung. Khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng đón lượng khách du lịch tăng đột biến sau gần 2 năm vắng bóng do đại dịch COVID-19. Từ sáng qua, hàng trăm ô tô cùng các phương tiện khác đã đổ về bến Phà Gót, cửa ngõ dẫn vào trung tâm du lịch của huyện đảo Cát Hải. Lượng khách quá nhiều đã xảy ra tình trạng ùn ứ trong nhiều giờ. Cảnh sát giao thông Hải Phòng cũng đã tăng cường túc trực để điều tiết giao thông. Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, các tỉnh miền Trung cũng đã đón một lượng lớn khách du lịch. Tại Nghệ An, du lịch biển Cửa Lò năm nay khởi động sớm hơn một tháng so với các năm trước. Thị xã Cửa Lò có thể phục vụ cho trên 3 vạn du khách nghỉ, lưu trú mỗi ngày. Nhiều dịch vụ, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp đã được đưa vào khai thác. Theo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, các chuyến bay đến Đà Nẵng của hai kỳ nghỉ trong tháng 4 đã gần kín chỗ. Hệ thống cơ sở dịch vụ du lịch cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng. Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương đang có lượng khách đặt phòng gần 60%. Còn Quảng Nam đang đón rất đông du khách đến chụp ảnh với hoa sưa vàng đang nở rộ dọc bờ sông Tam Kỳ. Du khách còn được trải nghiệm một làng hương trà xưa, được tái hiện những ngôi nhà tranh, trưng bày nông cụ, sản phẩm làng nghề đặc trưng từ xưa đến nay. Còn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dịp lễ năm nay, khách có xu hướng ưu tiên lựa chọn những khu nghỉ dưỡng biệt lập, villa hơn là các khách sạn ở trung tâm thành phố Nha Trang. Khách đặt phòng dịp này đạt hơn 75%,
Còn dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, khách cũng đạt khoảng 50%. Cũng nhằm thu hút khách du lịch, tại Lào Cai, lễ hội Tình Yêu và Hoa Hồng đã được khai mạc vào hôm qua tại huyện Bắc Hà. Một không gian ngập tràn hàng chục nghìn hoa bông hoa hồng được trang hoàng với các chủ đề khác nhau. Sự kiện mở đầu cho chuỗi những hoạt động văn hóa du lịch hấp dẫn tại Cao Nguyên Trắng trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay. Không gian cổng chào giấc mơ hoa hồng, vườn tình yêu, lâu đài hoa hồng, con đường tình yêu, đó là những điểm nhấn của lễ hội Tình Yêu và Hoa Hồng năm nay. Trong khuôn viên dinh thự cổ Hoàng A Tưởng, hơn 20.000 bông hoa hồng đủ màu sắc theo các chủ đề khác nhau đã tạo ấn tượng mạnh. Đã có sự trang hoàng thể hiện rất là rõ cái nội dung đó là về lễ hội tình yêu trong ngày lễ hôm nay, đặc biệt là cái sự trang trí hình trái tim rất là đẹp, và vợ chồng mình hôm nay đến đây thì cả gia đình mình cũng đến đây và đã có cơ hội để ghi lại hình ảnh. Đến với lễ hội lần này, du khách còn được giới thiệu đặc sản của Bắc Hà, tham quan gian trưng bày thổ cẩm và quà tặng cùng những chương trình nghệ thuật dân gian dân vũ độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số. Mong là mỗi năm nào có dịch nào tổ chức các lễ hội, tôi đều đi tham gia để truyền tải được cái bản sắc của mình cho tất cả mọi nơi khác nơi đều biết. Hôm nay là buổi lễ hoa hồng tình yêu, thì mình sẽ giới thiệu về những con người mến khách của người vùng cao Bắc Hà. Hơn thế nữa là giới thiệu tất cả những cái đặc sản của Bắc Hà như là rượu ngô, những cái món ẩm thực. Lễ hội Tình Yêu và Hoa Hồng năm nay tiếp tục tạo được điểm nhấn hấp dẫn cho du lịch Cao Nguyên Trắng. Dịp này, chợ đêm Bắc Hà cũng đã được khởi động lại. Tại tỉnh Sơn La, giải đua xe mô tô địa hình 2022 được diễn ra tại xã Triềng Khoa, huyện Vân Hồ. Bà con nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái đang phấn khởi hòa mình vào không khí sôi động của những cuộc đua. Phóng viên Thanh Huyền đang có mặt ở huyện Vân Hồ cùng quý vị trải nghiệm không khí tưng bừng và cung đường đua mô tô năm nay. Vâng, thưa quý vị, tôi đang ngồi sau xe của anh Tiến để chạy thử một lượt. Đương nhiên là sẽ chỉ thử ở những cái đoạn dễ thôi. Anh ơi, ở cuộc đua như thế này thì các anh ngại nhất là những địa hình nào ạ? Thì những cái địa hình khó nhất là đá dốc và suối sình lầy, đấy là những cái địa hình sẽ cản trở anh em trong cuộc đua nhất. Và càng địa hình khó thì các anh đúng rồi, đua. Càng thú vị. Vâng ạ. Với những cái con dốc cao mà khó đi như thế này này, thì em thấy là có nhiều tay đua họ bị ngã ở chỗ này đấy anh. Vậy thì để vượt qua những con dốc này thì mình cần có những cái kỹ năng, kỹ thuật. Những kỹ năng như đứng để vượt qua những cái mô ổ gà rất là cao để tránh người không bị bay ra khỏi xe, và cái kỹ thuật khi tập luyện nữa rất quan trọng, phải có thể lực và một phần cũng là tố chất nữa, năng khiếu nữa, đúng rồi. Không anh? Thế còn lúc mà băng qua suối nữa thì cũng rất là khó, đúng rồi, suối thì thường thì là đá và ở trên này rất nhiều rêu nên sẽ là rất là trơn trượt, nếu anh em mà không quen thì có thể là ngã đổ người và xe xuống suối cũng rất nguy hiểm. Anh đánh giá cái cuộc đua năm nay thì lộ trình thế nào anh? Cung đường rất đẹp, đáng để anh em hội cào cào trải nghiệm. Em cảm ơn anh ạ, cảm ơn những trải nghiệm vừa rồi. Ngay từ 6 giờ sáng thì đã có rất là đông bà con ở đây tập trung để theo dõi các tay đua rồi ạ. Không chỉ có thanh niên đâu mà còn có các trẻ nhỏ, có cả những người lớn tuổi nữa. Con chào bà, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 90 tuổi rồi. 90 tuổi rồi ạ? Ừ. Ồ, dạ bà khỏe quá. Bà theo dõi những cái cuộc đua này bà thấy thế nào bà? Đẹp lắm. Bà định xem đến mấy giờ thì bà về? Chỗ này còn làm đến lúc nào vào mới về. Xem hết thì bà mới về ạ? Vâng. Con cảm ơn bà. Bà xem tiếp đi ạ. Thưa quý vị, một vài hộ dân họ còn nấu những cái món ăn đặc sản để phục vụ cho khách du lịch. Đây là nhà cô Ngân Thị Tiến ạ. Cháu chào cô. Vâng, chào cháu. Hôm nay cô chiêu đãi khách món gì đây cô? Hôm nay ngoài thịt nướng ra cô chiêu đãi khách là thịt gà mọc. Có sự thể thao này cô rất là vui. Vâng, các cô, các chú cũng họ đến ngủ thì họ cũng hỗ trợ mình một tí, cũng không thiệt đâu. Bây giờ người Thái với người Kinh là rất là tình cảm. Vâng. Cháu cảm ơn cô nhiều. Vâng. Hôm nay cô nấu ăn ngon mà lại còn mặc rất đẹp nữa. Vâng. Chắc cô là sẽ bán được thêm nhiều đồ. Vâng, cảm ơn các cháu. Thưa quý vị, những sự kiện thể thao thế này thì vừa là một sân chơi lành mạnh cho những người yêu thể thao tốc độ, vừa là một món ăn tinh thần cho bà con, là sợi dây để kết nối, để giao lưu văn hóa giữa mọi người. Thưa quý vị, một yêu anh có Seiko hay yêu anh có Peugeot cá vàng. Đây là tiêu chuẩn một thời của một số cô gái khi chọn người yêu những năm 80, 90. Cũng là kỷ niệm đẹp mà rất nhiều người mỗi khi nhắc lại những năm đất nước còn khó khăn.
Một chiếc Peugeot màu cáo vàng cách đây vài chục năm giờ vẫn là niềm mơ ước của những người sưu tập xe đạp cổ. Rất nhiều người đam mê, sẵn sàng dành công sức và thời gian, sẵn sàng đi khắp nơi để sưu tầm bằng được những mẫu xe đạp từ thời xưa ấy. They come and they go, they follow the flow. Each one is a face, a place in space. Tôi là rất đam mê về xe đạp và từ thời trẻ đam mê và nhiều khi mua những cái chiếc xe 2-3 giờ sáng tôi vẫn ngắm để xem có thiếu những cái gì. Trước đây vật tư nó đồ xe nó khó lắm. Bố mẹ thì lại là ưu tiên là mua được của người lọ người kia. Ví dụ ông là được hôm nay ông là được cái năm nay tháng này ông được cái xích, ông là được cái đôi lốp, thế là cứ vay xong rồi lại giả sau để thành một cái xe. Đấy là cái điều mơ ước của tôi. Cửa hàng này cũng không phải là để ấy, mà để cho anh em giao lưu. Chỉ trong câu lạc bộ ai thừa thiếu thì mang xuống đây anh em giao lưu để cho nó vui. Cứ ở đâu là thấy nói là tỉnh nào có cái đồ như của mình ấy, là mình lại lên đường mình mua luôn. Chiếc xe này không bao giờ có này. Bành gỗ đấy. Bành bằng gỗ. Cổ là nó có cái vúng mỡ này. Đấy. Cái yên này thì nó là đây, nó đi theo đúng xe rồi 5 tháng. Đây. Nó bị như thế mà vặn vào. Đấy. Thấy đâu ra đôi vành gỗ này. Giờ đang rất muốn mua một cái vành gỗ mà vẫn chưa đặt mua được. Cái ghi đông này, cái xe này là tên của chủ xe người Pháp. Đây, chuông này, chuông zin này. Đấy, rất là hiếm. Cứ về một con xe nào là chăm sóc nó như một gia đình. Coi nó như là một thành viên. Trong một cái xe đạp của mình mà đương lắp, nó thiếu một vài thứ đồ gì đấy. Tôi thấy người ta đi đường nhìn thấy cố gắng hạ gọi là nhờ cho người ta bán được thì người ta phải bán cả xe, bắt buộc phải mua cả cái xe đấy về cho đâu lấy một hai thứ đồ mà mình cần còn đâu lại bỏ ra đấy. Nó chơi là nó cũng cầu kỳ như thế vì nó ý nghĩa lắm mà nó bất bền với theo thời gian luôn. Cái xe như này nhá, giờ đi thoải mái luôn, chả khác gì những cái xe gì mà đi với đường dựa vợ mình đi xe ra đường nhá, là nhiều người hỏi có xe đẹp không, rồi là cố bán không. Đấy, nó giá trị, rất là giá trị về cái vật chất mà kể cả cái tinh thần. Thích lắm. Về cái lau chùi ngắm nghía xe. Đấy, những cái đấy rất thích. Và trong phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết tại một số nơi trong nước và quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị có thể xem trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.